coi bà con ta xuống lúa bằng cái máy này cơ. Mình đang ở miền Trung, ở Quảng Ngãi. Tôi ra đây tôi để ý thấy bà con người ta trồng bắp á. Trồng bắp á, tới mà bắp nó già, người ta chặt cái đọt. Người ta chặt cái đọt này nè, đọt cái bắp á. Người ta chặt, người ta đem đi cho bò ăn. Nhưng mà người ta để trái lại, để trái cho nó khô luôn. Đó, cái này là trái khô nè. Đó, người ta để cho nó khô trên cây luôn. Đó, cái này là ở người ta chặt đọt xong rồi, còn bên đây là người ta chặt đọt, người ta tuốt lá về chỉ còn trái thôi. À, thấy đẹp lắm bà con. Mình ở miền Tây thì mình thấy nó lạ, nhưng mà ra đây bà con người ta làm, người ta trồng bắp, người ta trồng vậy đó, là để bắp cho nó khô trên cây luôn. Xong rồi á, khi mà ta để phơi nó khô trên cây xong rồi á, thì sau anh ta mới vô người ta đi hái trái ở chỗ này nè, cái ruộng này nè, người ta hái xong rồi nè. Cái này người ta ấy trái nó xong rồi, bây giờ người ta nhổ cây nó lên. Còn cái này là người ta hái trái nó khô, người ta lấy rồi mà cái cây nó còn đứng. Có thể là cái này người ta lột vỏ, người ta lột cái, người ta hái cái trái ở trong rồi. À, mà khi sau này người ta bứng nó lên á, tôi nghĩ chắc người ta bứng gì nè, ta bứng gì lên nè, là người ta để đóng lại, là chắc là ta làm củi để đốt. Ở ngoài này bà con người ta tranh thủ đất trống, người ta trồng mấy cái cỏ nè, cái cỏ voi gì đó, để người ta nuôi bò. Theo cái đường này người ta trồng cỏ voi nè. Cỏ voi này là để nuôi bò. Đây là cái lạp để đám cưới con của anh Chiến. Chiều mới đãi. Trưa nay thì có cúng cái gì nữa đó, không biết. Ảnh nói 10 giờ 11 giờ gì á, thì chắc có lẽ tôi cũng tranh thủ đi quay vòng ở mấy cái vùng gần lân cận. Nhà này là nhà anh Chiến nè. Này là anh Chiến nè. Bữa nay là gả con nè. Bây giờ trong thời gian chờ đợi tôi chạy vòng đi chơi cái đó. Dạ. Mình ở đây cúng mấy giờ? 10 giờ 11 giờ. 10 giờ phải không? Để tôi tranh thủ. 9 rưỡi là anh có mặt ở đây. Không có gì em nhớ mắt được. 9 rưỡi. Rồi để. Anh Hải ơi. Hả? Anh đi chiếc xe đi. Đi tải thôi.
Vậy hả? Em gọi cho nó. Nó đòi hả? Nó kia khó nào chồng ra thôi. Để lấy xe đi, em đi. Xe nhỏ đó. Để em gọi cho nó. Nói nó cầm đám cưới nó có tới không? Tới chứ, đợi đợi để em, để em, để em nói đó. Để em, để em làm việc nó cho anh. Anh lấy xe đi. Để vô kiếm miếng nước uống nè. Đây đây, nước chơi nghe. Nước có, ướp lạnh không? Ướp lạnh. Ok, dạ, có chờ. Dạ, em chế uống rồi. Anh em anh hả? Chế anh mở. Không, xin xin đưa đi cho anh. Em chế đi cho anh em. Thôi, được rồi, anh đó, uống rồi đó, sáng rồi. Trời ơi. Dạ. Giờ tính chạy vòng tham quan chứ ngồi chờ hoài uống. Dạ. Thì tôi ra cũng sớm lắm, ra 28 rồi tôi vòng vòng ở đây rồi đi qua đảo Lý Sơn bây giờ. Dạ, có đi Lý Sơn giờ. Núi này là cát. Con ta xuống lúa bằng cái máy này cơ. Cắt đi bán ha bà. Mướp để trồng đây nè. Để bỏ hái mà mình hái không kịp. Ê, bên kia có cái chợ. Cái chợ nhỏ nhỏ ở đây nè. Đang ngấy cá lưỡi trầu. Cá lưỡi trầu, cá ngừ. Cái này cá gì không biết. Tôi khoái đi quay mấy cái chợ cá. Sun.